Chuyện gì đến rồi cũng phải đi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Lapsed 2. Trong tựa game này sẽ khiến bạn trở thành một vị pharaoh vĩ đại hoặc báo đời. Dù là gì, bạn cũng sẽ phải đưa ra quyết định mang tính nhị phân. Quyết định đúng, no problem, bạn live. Quyết định sai, bạn die. Nèo nói vậy đủ rồi. Không biết rằng là tiền chuyện này sẽ ra sao đây, và nó có liên hệ gì với phần 1. Bởi vì chúng ta sẽ quay trở lại 1570 năm trước công nguyên nha. Và trước mặt mọi người đang là một cái cán cân. Cái cán cân này dùng để xét duyệt linh hồn. Phía bên tay trái đó chính là cái quả tim. Thì cái quả tim này chính là cái quả tim của những linh hồn bị xét duyệt. Và cái cộng lông này sẽ biểu thị cho cái việc là quả tim nặng hay nhẹ. Nếu quả tim nặng hơn chiếc lông vũ thì chứng tỏ là cái người bị xét duyệt nghiệp rất lớn, sẽ bị đày xuống địa ngục. Còn nếu mà quả tim mà nhẹ hơn chiếc lông vũ thì có nghĩa là người đấy sẽ được lên thiên đàng, được ở chung với các vị thần. Rồi, giới thiệu với mọi người sơ sơ vậy thôi. Chúng ta vào game thôi nào. Trong phần game trước á, là mình chơi trên phần mềm giả lập là BlueStack. Lần này mình chuyển sang phần mềm giả lập là Nox. Và mình nhận thấy rằng là có vẻ như quyết định chuyển sang Nox là quyết định sai lầm. Bởi vì cái số ngày nó bị che mất một nửa. Mọi người ạ, hơi cấn nhở. Nhưng mà chắc là cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Coi như là một khiếm khuyết nhỏ vậy. Ai mắc bệnh OCD thì like video và bỏ qua nhé. Chịu thôi chứ sao giờ. Chứ mình cũng lười cày lại lắm. Rồi, Pharaoh, ngài Pharaoh của thần, ngài cảm thấy ổn chứ? Ngươi là ai? Làm sao ngài không nhận ra em? Ngài Pharaoh của em là Amos, nữ hoàng của các nữ hầu gái, cũng như điều phối các vũ công. Đây là kiểu như là người quản lý hậu cung đó mọi người ạ. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở cung điện ngài Pharaoh ạ, nơi ở hùng vĩ của ngài được xây dựng tại thủ đô của vương quốc. Nhưng bây giờ xin vui lòng ngồi xuống và nghỉ ngơi. Điều này nghĩa là gì? Mình vẫn còn khá là hoang mang đấy mọi người ạ. Em xin lỗi, nhưng với sự cho phép của ngài, em phải chạy đi lo cho buổi tiệc tối nay. Ngài hãy nghỉ ngơi đi, Pharaoh của em. Ok em. Hoặc là, ơi đợi chút đã, đợi chút đã, anh còn điều muốn hỏi. Đừng đi, nữ hoàng của ta. Vũ công rời đi và biến mất bên ngoài cầu thang, rời khỏi căn phòng ngai vàng. Cô ta có vẻ như rất là vội vã. Khá là xấu nha. Hy vọng là không phải là cô máy lưu hành thời gian thứ hai nhá. Đại tư tế yêu cầu tăng sản xuất các vương trượng vàng và bổ hộ mệnh, nhưng chi phí sẽ cao, thần có nên tiếp tục không? Chúng ta mới vào và chúng ta đang có tiền mà. Ê, nhưng mà có tiền thì cũng không được lãng phí mọi người ạ. Mình nghĩ là chọn không đi. Ủa khoan, từ từ đã, sao thấy mình thấy hơi kỳ nhỉ? Cái thanh này thì mình biết rồi, nó là thanh tiền. Cái thanh này là thanh quân đội, chắc chắn luôn. Bởi vì nhìn khá là giống cái kiểu vũ khí lưỡi liềm á. Cái thanh này là thanh người thì chắc là dân số rồi, nhân dân rồi. Còn cái thanh này nó là cái gì vậy? Để mình đoán nhá. Nó là cái thanh để thị uy sức mạnh của nhà vua, hay nói đúng hơn là một pharaoh. Dù mình có tiền thì mình cũng không được phung phí. Mình nghĩ là sẽ chọn là không đi. Giảm thanh thị uy xuống và tăng cái niềm tin của nhân dân lên. Các vũ khí được các binh sĩ mang trong buổi tưởng niệm thì giống y hệt những cái đã được sử dụng trong chiến trường. Tôi có thể tạo ra những cái mới với viền vàng và đồ trang trí tinh tế. Thợ rèn Nesumontu để mà làm cái vũ khí mới thì sẽ giảm tiền nhưng tăng quân sự và tăng độ thị uy. Mình gọi cái đấy là cái quyền lực đi cho nhanh. Không, mình sẽ giảm quyền lực xuống và tăng tiền lên. Mình vừa chọn giảm cái thanh quyền lực rồi, bây giờ mình chọn tăng đi cho nó đều. Nữ hộ sinh Laila, pharaoh của thần, nhà bếp của cung điện thường có một lượng lớn thức ăn thừa. Chúng thần có thể giao nó cho ai? Đưa nó cho nô lệ thì sẽ tăng cái nhân dân lên. Đưa nó cho binh sĩ thì tăng quân đội lên. Yeah, cả hai cái ngang nhau nên đưa cho ai cũng được. Nhưng mà theo kinh nghiệm chơi phần 1 thì quân đội sẽ được sử dụng nhiều hơn, nên mình sẽ cho tăng quân đội đi. Nhiều linh mục mới cần quần áo xa hoa cho các buổi lễ lớn, họ sẽ được cung cấp. Tăng quyền lực lên, giảm tiền xuống. Không cần thiết, giảm quyền lực xuống. Thay vì giảm thì mình chọn tăng đi. Mặc dù vẫn còn ít tiền, kiểu chuyển đổi thôi, mình cũng không muốn mất luôn ấy. Tại sao phần game này giống y hệt như lúc đầu mình chơi phần 1 vậy? Lúc nào tiền cũng kiểu nó không còn một tí gì luôn ấy. Thưa ngài Pharaoh, càng ngày càng có nhiều người dân hơn và ngân khố thì bắt đầu cạn kiệt. Thần có thể đề nghị cho ngài một giải pháp được không? Chà, quý tộc được nha. Quý tộc Bách, quý tộc luôn luôn biết cách nghĩ ra tiền. Tất nhiên rồi, nói đi. Thần đã nghĩ rằng chúng ta có thể trao đổi một vài tên nô lệ của chúng ta với những vương quốc lân cận.
thần sẽ thông tin riêng cho các thị trường. Vậy là giới thiệu các cái lô lệ của nước mình cho nước bạn buôn bán nô lệ. Cái này thì sẽ khá là bình thường ở cái thời đại Ai Cập này. Đó là một ý hay đấy, dù gì cũng đang thiếu tiền mà. Mấy lại mình cũng dư dân và quân sự nữa. What, mới vào game chúng ta đã có thẻ bài tẩy đầu tiên. Buôn bán nô lệ, buôn bán nô lệ là một nguồn lợi nhuận lớn cho vương quốc. Tuy nhiên nó không được tán thành bởi những người còn còn gì? What? Không được đọc hết ạ. Vậy là chúng ta sẽ bị một cái biết gọi là đi bắp hay không, bởi vì nó cũng bắp mà. Đi bắp con người nhưng mà bắp tiền. Vậy thì chúng ta sẽ phải năng sử dụng tiền để mà cải thiện được cái lòng tin của nhân dân lên. Thưa ngài, khối lượng công việc những ngày này quá nhiều, gửi một số binh sĩ để giúp lò rèn của thần đi, thần cầu xin ngài. Tại sao nó lại liên quan đến tiền vậy? Cho kệ đi, dù nó giảm thì mình cũng có được tăng mỗi lượt mà, lo gì. Được. Nó tăng ạ. Cẩn thận nha, cái thanh đấy mà nó tăng lên kịch trần là cũng nguy hiểm lắm ấy. Ok. Vậy thì giảm quân đội xuống nhưng mà vừa tăng tiền lên, tức là vừa tăng cái lực lượng lao động lên, kiếm được nhiều tiền hơn. Một số nhà vệ sinh của doanh trại đang trong tình trạng khủng khiếp và làm cho vấn đề vệ sinh của những người lính có nguy cơ cao, kiểu bị nhiễm bệnh hả? Chúng ta nên cải tạo chúng, bác sĩ Ramos. Yeah, cải tạo thôi. Tại sao mình lại có quá nhiều tiền làm chi nhỉ? Dân chúng của chúng ta cần tiền và người của thần có thể kiếm được tiền. Hãy để thần gửi họ đi cướp bóc ở một vài nước ngoài. Tướng quân giúp. Anh nghĩ là chúng ta cần tiền à? Chúng ta có thực sự cần tiền không? Khi mà cái tiền bán nô lệ của chúng ta nó sẽ nhiều thôi. Chúng ta là gì? Mọi rợ à? Người nông dân đó cứ làm xáo trộn các bánh xe của chiếc xe đẩy hàng. Chỉ vì sự căm phẫn, thần có thể sử dụng một vài binh sĩ để hộ tống hắn ra ngoài. Nông dân đang có xích mích với thương gia mọi người ạ. Nếu mà mình đưa binh sĩ cho nó thì nó sẽ trả tiền cho mình. Đó là điều chắc chắn. Real for sure luôn. Nếu mình kêu thật vớ vẩn thì mình sẽ mất tiền, tăng quân và giảm dân. Đó là những gì mình suy đoán. Người sẽ có binh sĩ đi. Dù gì binh sĩ của mình đang dư mà. Các công cụ của thần để phẫu thuật trên những người binh lính bị thương thường bị mòn, làm giảm sự thành công của các ca phẫu thuật. Ý là thời đại Ai Cập là người ta đã có khả năng phẫu thuật rồi hả? Hay vậy? Người sẽ có những cái mới thôi, yên tâm đi nhá. Ta nhiều tiền lắm. Đôi khi nó có vẻ nhàm chán ở đây trong cung điện, đặc biệt là khi Amos nghỉ một ngày. Hãy tổ chức một buổi dạ tiệc và mời cả thành phố. Trời ơi. Ủa, bộ nó quản lý gắt gao lắm hay gì vậy? Yeah, được đi. Mình nghĩ là sẽ tăng hết tất cả đấy, hoặc là sẽ giảm tiền đi và tăng những cái còn lại. Còn nếu mà không thì mình nghĩ là sẽ giảm dân. Được nha. Chúng ta nhiều tiền mà. Thần có thể gia tăng sản lượng nếu thần có thiết bị phù hợp, nhưng thần cần nguyên liệu để làm nó. Xin ngài cử nhiều người hơn đi khai thác quặng. Không. Tại vì là nếu mà cử nhiều người hơn thì mình sẽ bị giảm người rất nhiều luôn đấy. Chúng thần đã có một vụ mùa thất bát. Chúng tôi không thể cống hiến cho quý tộc và binh sĩ phần như bình thường được. Nếu không chính chúng tôi sẽ chết đói. Nông dân Sabu không có ngoại lệ, tức là thúc ép bọn nông dân Sabu này cống hiến, bỏ mặc người dân chết đói, chắc chắn là sẽ giảm dân rồi, là giảm tiền nữa. Còn ta thấy rồi, chắc vẫn giảm tiền thôi ha. Tại vì vụ mùa thất bát mà cũng đâu có buôn bán được gì đâu. Nhưng mà giảm binh sĩ, tăng dân lên, một cái canh bạc để đánh đổi giữa quân đội với cả nhân dân thôi. Ta thấy rồi, thông cảm đi. Mới vô game luôn á. Cái thanh tiền nó lại hết rồi. Đúng ý hết như cái phần 1. Luôn luôn là thanh tiền hết đầu tiên. Quý tộc Bách đã từng giàu có và hưng thịnh. Vương quốc của ngài bây giờ chẳng hơn gì một vùng đất hoang vu của cát và sự nghèo khổ. Tôi e rằng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái gì? Rồi gì quen thuộc ghê. Hộ quý tộc thỏa thuận với lực lượng đối địch và quyết định bán cái đầu của bạn để đổi lại sự phồn thịnh, xa hoa phú quý của họ. Cái bọn quý tộc nhá. Nó đúng là thuộc dạng là kiểu bên nào có lợi ích thì làm, bên nào không có lợi ích thì nghỉ, không có yêu nước gì hết. Rồi, tiếp tục nào. Cái trái tim của mình nhẹ đi mọi người ạ. Mọi người biết điều đó nghĩa là gì không? Có nghĩa là mình là một vị vua rất là quyết đoán và anh minh, hỗ trợ nhân dân hết mức có thể đấy. Binh lính Pawaf, một số trai tráng bị thương trở về từ trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên tướng quân muốn họ tiếp tục chiến đấu, hãy công bằng làm ơn đi. Mới vô game mà đã có quyết định khó khăn vậy. Có, nhưng mà trận chiến cuối cùng, tức là trận chiến này đã kết thúc rồi hay chưa? Mình nghĩ là kết thúc rồi, mà ông tướng quân này vẫn muốn tiếp tục luyện binh. Nếu mà mình trả lời là ta sẽ can thiệp thì chắc chắn là sẽ tăng tiền lên, giảm quân đội đi, tăng người dân. Nếu mình nói là việc đó công bằng mà,
thì sẽ giảm dân và tăng quân đội lên. Trong khi cái này thì mình không cần, bởi vì mình đang bị dính một cái debuff, đó là buôn bán nô lệ mà. Mình sẽ can thiệp đi để khắc chế cái debuff giảm dân. Trời ơi, nó giảm cả tiền lẫn quân sự ạ. Đó là kẻ nói dối đáng khinh, người thợ cắt tóc. Anh ấy nói với tôi chiếc váy mới là phù hợp với thần, nhưng trong mắt anh ấy thần có thể đọc được. Thần đã rất kinh khủng trong bộ váy đó. Hỏi vũ công Amo, sao em lại gắt gỏng thế? Anh ta không muốn làm tổn thương ngươi. Cảm giác đọc câu này giống như là mình thừa nhận vũ công Amo là xấu ấy. Chọn thử xem nào. Nếu mà thừa nhận là xấu thì sao? Thì mình sẽ giảm uy quyền đi và tăng tiền lên à? Hoặc là giảm cả hai. Ủa, những con vũ công Amo này thì có liên quan gì đến tiền ta? Đây là một câu hỏi bình thường thôi mà, đâu có liên quan gì đến tiền bạc đâu. Đó là ấn tượng của ngươi, thử xem nào. Nếu mà có liên quan đến tiền bạc thì mình sẽ né vậy. Dù sao mình cũng có nhiều dân để thử mà. Đó là ấn tượng của ngươi đi. Well, giảm niềm tin của vũ công đối với nhà vua. Các quốc gia phía Bắc đã ngừng giao dịch dầu và đá quý với chúng ta. Thần sợ nền kinh tế của vương quốc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ nó. Oh shit man, chọn cách nào nhưng cũng giảm tiền hay sao ấy. Chết tiệt thật. Một trận bão cắt dữ dội hơn bình thường đã phá hủy nhiều chỗ ở trong các làng hướng từ phía Tây đến vương quốc. Cư dân của họ yêu cầu giúp đỡ. Nếu mà chúng ta giúp họ thì chắc chắn chúng ta sẽ giảm tiền đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái này sẽ tăng dân lên, họ sẽ ổn thôi. Thì chắc chắn là mất dân luôn, mất hẳn luôn. Mình vẫn còn tiền mà. Giúp họ đi. Giảm súng kinh thật. Vừa giảm tiền lại còn vừa giảm quân sự. Ô ngài đây rồi, Pharaon. Tôi đã tìm ngài. Thần vừa mới tự tạo một loại thuốc nhuộm tóc tuyệt vời. Ngài nên thử nó. Có phải thuốc độc không đấy? Hoàn toàn đồng ý. Vừa được tiền vừa được nhân dân luôn. Ngon. Đôi khi các linh mục trông hơi căng thẳng, đặc biệt là đại tư tế. Một hũ mật ong ngọt ngào cũng có thể làm cho họ ngọt ngào hơn. Hãy nhập khẩu chúng. Tiền đâu mà nhập khẩu hả thưa bà Lữ hộ sinh? Dạ không ạ. Các phương pháp điều trị hướng đến trẻ mồ côi thường nông cạn và ước chừng. Thưa ngài Pharaon, chúng ta có thể giải ngân một số tiền để cải thiện cho các phương pháp điều trị. Không, tại vì tôi đang ít tiền ấy. Ủa nhưng mà việc này thì có liên quan đến quân đội nhỉ? Vậy tức là nếu mà không đồng ý giải ngân cái số tiền trị bệnh cho các trẻ mồ côi ấy thì là quân đội sẽ được tăng lên à? Dân giảm xuống thì là dĩ nhiên rồi. Được, đồng ý giải ngân thì mình sẽ giảm tiền đi và tăng dân lên. Mình đang thắc mắc là không biết là có liên quan gì vấn đề quân sự ta. Chọn không thử xem nào. Nó giảm quân sự xuống ạ. What? Điều trị mấy đứa trẻ mồ côi thôi mà cũng liên quan đến quân sự hả? Hơi kỳ. Có khi nào phần lớn quân binh của mình đều mồ côi không? Mình cũng chả biết nữa. Tướng quân cứ yêu cầu thần làm vũ khí mới nhưng thần vẫn chưa có đủ nguyên liệu. Xin ngài cử nhiều người đi khai thác cạn hơn. Anh có thấy dân của mình đang rất là ít không? Nhưng mà quân sự còn ít hơn nữa. Mình nghĩ là mình sẽ đồng ý đi. Nếu không quân sự chết phát lòng ngảo luôn đấy. Được, đồng ý nha. Trời là trời. Đồng ý cái mất hết sân luôn. Lựa chọn đấy thì dù chọn cái gì cũng thua. Người đã là một người cai trị khắc nghiệt. Ba đông của tôi thần sợ người dân đã chịu quá đủ với những quyết định của ngài. Một nhóm nổi loạn đột nhập vào cung điện của bạn và kéo lê bạn xuyên qua nhiều con đường trong thành phố. Bạn bị sỉ nhục và sau đó bị ném đá cho tới chết ạ. Cái này đúng là còn kinh khủng hơn là cái việc mà mình bị chết ở phần game đầu luôn ấy. .. What? Chưa hết à? Kuzumi! Nó hiệu quả. Nó đã có hiệu quả. Ngươi đã mở mắt ra. Không, đừng tự ráng sức. Ngươi chưa thể hoàn toàn khởi động. Bây giờ chỉ cần cố gắng thư giãn đi. Ta gần như không tin vào điều này. Nó đã có hiệu quả. Ngươi còn sống. Điều này thật tuyệt. What? Mình chuyển sinh thành công à? Ngươi sẽ giúp đỡ rất nhiều người. Bây giờ thư giãn đi. Đừng sợ hãi. Ta sẽ chăm sóc ngươi. Vậy là phần 2 này sẽ có liên hệ rất là mật thiết với phần 1 luôn nha mọi người. Theo mình mường tượng được thì mình vẫn là một thí nghiệm của Kumizo. Và Kumizo chỉ đơn giản nhắc rằng là hãy giúp thật là nhiều người vào. Ok thôi. Nghe theo gọi là người yêu của mình. Các nhóm người xấu ngoài vòng pháp luật đã đến các làng của chúng tôi, tấn công nhà của chúng tôi. Quân đội phải hành động. Được thôi, cho quân đội hành động. Giảm tiền xuống, giảm quân đội xuống và tăng dần. Nhưng mà không giảm nổi tiền mọi người ạ. Đồng ý rồi mà vẫn còn tăng tiền nhé. Thưa ngài, đã vài ngày kể từ khi anh trai của thần bắt đầu chịu những cơn đau khủng khiếp. Thần nên tin vào ai? Mình theo duy vật mà, mình phải tin vào bác sĩ chứ. Chứ mình tin vào linh mục thế thì là khác gì tin vào thầy bói à? Chúng tôi đã phát hiện ra rằng các vũ khí của các nước phương Tây được làm bằng loại hợp kim nhẹ hơn loại của các loại vũ khí của chúng ta. Liệu chúng ta có thể làm được điều tương tự không? Copy ấy. Tất nhiên là được. Nhưng chúng ta phải mở lại các hầm mỏ để khai thác kim loại. Rồi hãy tiến hành việc đó đi. Nếu mà mở lại mỏ thì mình nghĩ là sẽ tốn rất là nhiều tiền đấy. Và tốn rất là nhiều nhân lực. Nhưng bù lại thì cái quân sự nó sẽ gia tăng. Trong khi cái quân sự đó chính là cái mình đang thiếu.
Dân chúng đang lượn lờ lang thang không làm gì, trong khi quân đội ta đang yếu, chúng ta nên tuyển thêm những binh mới trong các thương gia và nông dân. Ui, tuyển dụng ở nhiều tầng lớp ấy. Dám tuyển cả thương gia luôn à? Thương gia nó lại dãy đành đạch nên giờ quân giúp này có vẻ như là nghĩ cứ ai là người là tuyển được hay sao ấy. Được đi, dù sao thì quân sự của mình đang thiếu mà. Trong một vương quốc, ngài cần phải nhìn xa trông rộng. Và vì thế, thần đề nghị đầu tư tiền và nhân công để xây dựng một nhà kho chứa vũ khí và lương thực. Duyệt. Cái gì yêu cầu đến tiền thì duyệt nha. Mình nhiều tiền lắm, bạn ơi. Một lá bài tẩy. Nhà kho, một nhà kho đáng tin cậy để lưu trữ các tài nguyên và thực phẩm luôn có ích, nó sẽ giúp ngăn ngừa nạn đói. Cái này chắc là lá bài tẩy giúp cho cái việc nhân dân không có nổi loạn mọi người ạ. Thưa ngài Pharaoh, hai người nông dân đang đánh nhau. Người đầu đã đốt đồng lúa của người thứ hai và giờ anh ta đang hỏi về sự đền bù. What the hell? Tụi mày đánh nhau rồi mà tụi mày cũng lên Pharaoh để mà tụi mày hỏi xem tiền đền bù như thế nào à? Rồi mình sẽ hỏi, vụ này thì có liên quan gì đến ta? Nó không quan tâm đến câu hỏi của mình luôn ấy. Người nông dân thứ hai thì nghèo, anh ta muốn chúng ta phải trả tiền bồi thường. Được thôi, cũng nhiều tiền nông ra ok nhá. Cân bằng cái cán cân quyền lực một tí, tăng dân lên. Tướng quân cứ yêu cầu thần làm những vũ khí mới nhưng thần vẫn chưa có đủ nguyên liệu, xin ngài cử nhiều người đi khai thác quặng hơn. Hết dân rồi bạn ơi, không nha. Xin chào, tôi là người tạo ra game này. Bạn có thể cho tôi biết bạn đã chơi Lapsus một tương lai bị lãng quên chưa? À, bị quên lãng chưa? Tên tiếng Anh của nó là Lapsus Forgotten Future mọi người ạ. Thì nó là phần 1 ấy. Mà mình ghi tắt là Lapsus. Thế yeah, tôi chơi rồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta đã quen nhau rồi. Chào mừng trở lại bạn tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm bạn để cho bạn lời khuyên. Cảm ơn. Có nhiều lời khuyên thì cũng có ích thôi. What? Nhà chiêm tinh Kasmut. Một nhà chiêm tinh mọi người ạ. Đây là những cái người mà người ta xem vì sao, xong rồi đoán liên quan đến khí tượng, rồi đoán xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo này. Nói chung nó giống như kiểu là xem 12 cung hoàng đạo ấy. Nó cũng kiểu vậy. Chúng đang di chuyển, pha rông của thần. Các hành tinh đang di chuyển. Chúng ta phải sắp xếp một buổi lễ và chuẩn bị một ngôi đền mới cho dịp này. Tiến hành thôi, chúng ta nhiều tiền mà bạn. Các công cụ của thần để phẫu thuật trên những binh lính bị thương, bị mòn, làm giảm sự thành công của các ca phẫu thuật. Người sẽ có những cái mới bởi vì ta nhiều tiền mà. Vừa cứu được nhiều người mà lại vừa cứu được nhiều binh sĩ. Những trận đánh gần đây đã mang lại danh dự và vinh quang cho quân đội của chúng ta. Binh sĩ chúng thần muốn tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm lớn. Được thôi, chúng ta nhiều tiền mà. Nhưng sao độ thị uy của mình giảm? Tức là mình làm một vị vua không nghiêm túc hả? How? Rắc rối rồi, ngài Pharaoh ơi. Một nhóm nô lệ dường như đang chạy trốn khỏi vương quốc sau khi nổi dậy chống lại chủ nhân cao quý của họ. Oh man, vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến ngân khố quốc gia không? Để họ đi đi, chắc chắn là mình mất một khoản tiền rồi. Và mình thậm chí còn mất cả nô lệ nữa. Gửi binh lính xuống, mình sẽ có lại một khoản tiền và giảm quân đội xuống. Gửi binh lính xuống. Báo, cấp báo, kẻ thù từ phía tây, thần đã thấy chúng. Thần đã thật sự thấy chúng từ trước. Hãy huy động quân đội để bảo vệ biên giới phía tây. Có đáng tin không ta? Một là đừng nói nhảm nữa. Và mặc kệ, nó sẽ không có gì xảy ra hết. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có gì sẽ xảy ra. Khi mà cả bốn quyền lực không có gì lay chuyển thì chắc chắn là một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Điều đó sẽ được thực thi. Thì ok, mình sẽ có thể ngăn chặn được điều xấu đấy xảy ra. Một quyết định khá là khó khăn đấy. Dù sao thì mình cũng đang có nhiều quân đội mà, mình sẽ điều động đi. Điều động quân binh đi. Điều đó sẽ được thực thi nha. Không tin đâu nhưng mà có thờ có thiên, có kiêng có lành mà. Một số nhà vệ sinh của doanh trại đang trong tình trạng khủng khiếp và làm cho vệ sinh của những người lính có nguy cơ cao. Chúng ta nên cải tạo chúng. Yes, cải tạo, mất tiền và sẽ được tăng quân. Cái này là mình cần nha, được nha. Thậm chí tăng cả dân. Hàng cột của ngôi đền cũ Nepthi sụp đổ, làm bị thương nghiêm trọng một linh mục và một người bảo vệ ngôi đền. Cả hai đều cần điều trị ngay lập tức, nhưng tôi không thể cứu cả hai. Oh man. Vậy là cái thanh này không phải là cái thanh thị uy kiểu sức mạnh đâu mọi người ạ. Cái thanh này giống như kiểu là cái thanh bê tín ấy. Tức là trong này sẽ có nhà chiêm tinh nè, và linh mục là sẽ nằm ở trong cái thanh này. Một cái thanh tương tự như cái việc bói toán này kia. Yeah, cứu binh lính đi. Bởi vì dù sao mình cũng thấy rằng là binh lính cần nhiều. Chỉ là mình sợ rằng là không biết là cái thanh mê tín sẽ trừ bao nhiêu. Cũng không thể đánh lèo được. Chúng ta sẽ cứu linh mục đi, để tăng cái thanh mê tín lên và giảm cái thanh quân đội xuống. Có những lời đồn nói rằng biên giới phía tây đang bị tấn công. Tạ ơn nhà tiên tri Kasmut, sự tổn thất của quân ta đã được giảm thiểu tối đa. Cái này người ta nói là cái gì nhỉ? Đúng y hệt những cái câu vừa mở mồm ra lúc nãy. Có thờ có thiên, có kiêng có lành nhá.
mặc dù là theo chủng những di vật, nhưng mà đúng là nhiều khi có những lời tiên tri là chính xác thật nha. Yeah. Và có những người có thực sự có khả năng như vậy, làm rất tốt. Hoan hô. Ủa sao hoan hô lại giảm quân? À ơi nhờ, hoan hô thì cũng có đâu có giúp binh sĩ người ta sống lại đâu. Tuy không mất nhiều nhưng cũng mất ít. Ôi pha rồng à, khắp ngõ ngách trên các con đường đang bị xâm chiếm bởi bọn chuột cống, thậm chí mấy bé mèo cũng không thể đuổi bọn chuột ra khỏi nhà của chúng tôi. Mèo à, ta chắc chắn rằng ngươi chỉ đang phóng đại sự việc. Ngươi cần sự trợ giúp gì? Cái này nghe quen đó nhỉ, cái này có cảm giác giống như là kiểu cái câu mà loài muỗi đang trở lên đột biến. Ngài sẽ làm gì? Bỏ mặc dân chúng hay là sử dụng sự trợ giúp của quân đội hay là các nhà khoa học? Mình thì cũng không muốn mất dân ấy, đâm ra là nên chắc là mình sẽ phải quan tâm đến việc này rồi. Ngươi cần sự trợ giúp gì? Hãy trả tiền cho các bác sĩ và mục sư để họ tạo ra loại độc dược mới, hoặc giao nhiệm vụ này cho quân lính để họ có thể dọn dẹp đường phố. Ok, một cái là mất tiền, một cái là mất binh lính để xử lý vụ việc. Thì yeah, mình nhiều tiền mà mình sẽ cho các bác sĩ để nghiên cứu ra là thuốc trị bọn chuột cống này nhá. Thật sự là ở Ai Cập người ta có chuột cống hả? Mọi người, chúng ta đã sinh tồn, à nhầm, chúng ta đã thống trị được 1 năm và 15 ngày nhá. Kỷ lục. Các nhà kho của chúng ta thì không đủ chuẩn và chúng đang trong điều kiện khủng khiếp. Phá hủy chúng sẽ là giải pháp tốt nhất, vì vậy chúng ta có thể xây dựng mới lại chúng. Nên lưu ý nè, ở đây nó nói là nhà kho trong điều kiện khủng khiếp nha, tức là kiểu không thể xài rồi ấy. Nếu mà mình không đồng ý ấy, thì chắc chắn là cái việc nhà kho không thể xài này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và giảm tiền xuống. Nhưng mà vì việc là mình không sử dụng cái người dân để xây dựng lại ấy, thì mình sẽ tăng dân lên. Còn nếu mình đồng ý ấy, thì sẽ giảm dân xuống và tăng tiền lên. Bởi vì lúc này là cái nhà kho nó ổn định rồi, kinh tế nó cũng sẽ khá khẩm hơn. Nhưng mà bù lại mình sẽ mất nhiều lực lượng lao động. Được, đang thiếu tiền mà. Mặc dù cái thanh kia nó có thể tăng mỗi lượt ấy, nhưng mà mình cảm giác nó vẫn có thể chết vì thiếu tiền bất cứ lúc nào. What? Được thì sẽ giảm tiền đi ạ. À, cảm giác nó sao sao ấy nhờ. Tại sao nó lại tăng dân ta? Mình nghĩ ngược chỗ nào hả? Oh well. Còn đúng cái đôi dép Lào đấy. Ngôi đền lớn được xây dựng trong thành phố của chúng ta nên là biểu tượng của quyền lực và sự hưng thịnh. Hãy để nó được trang trí với nhiều vàng và nhiều đồ trang trí hả? Đại tư tế này chắc cũng ảnh hưởng đến cái thanh bói toán này. Được thì sẽ giảm tiền đi và tăng dân, tăng độ mê tín. Không thì sẽ giảm độ mê tín xuống và tăng tiền lên. Nhưng mình đang thiếu tiền mà. Mình cũng không biết, có khi lại thanh này không phải là thanh mê tín đâu, mà cái thanh này giống như kiểu là cái thanh sự kiện ấy. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến một cái sự kiện nào đó lớn trong tựa game này thì nó sẽ thay đổi. Không, giảm xuống và tăng tiền lên. Ôi giời, đỉnh. Cân bằng lại rồi nhưng mà quân đội vẫn kiểu ngấp ngỏm quá. Có nhiều thương nhân vẫn chưa trả các khoản thuế cho tháng này. Chúng ta nên làm gì đó? Ý là nếu bây giờ mà mình cho họ thêm một chút thời gian thì tiền của mình, quan trọng là có đòi lại được không ấy chứ. Sợ là mấy thương nhân này quỵt luôn thuế không trả. Nhưng mà được cái mình chiều họ, đâm ra là cái lòng tin của nhân dân nó cũng tăng lên phần nào. Còn cái cử binh lính xuống ép buộc phải đòi cho tao. Ấy chưa kịp, thề luôn, mình chưa kịp nhả chuột ra để chọn, xong rồi nhấn luôn chuột phải, thế là nó chọn luôn ạ. Ôi trời ơi, chọn cử binh lính xuống mà binh lính còn ai đâu mà cử. Định chọn cái bên kia để cố gắng kéo dài cái số ngày lãnh đạo lên. Ai gì ở đâu, những kẻ xâm lược đã đến trước cửa ngài Pharaoh ạ. Binh lính của chúng ta đã bị đánh bại và thần sợ rằng thời khắc của thần cũng sẽ sớm đến thôi. Eo ơi. Ôi vậy là mình trong tập đầu tiên mà mình đã tìm ra được ba cái kết cục: nhân dân giảm xuống không, quân đội giảm xuống không, kinh tế giảm xuống không. Gì luôn. Cùng với vị tướng cuối cùng của mình, bạn bị bao vây và bị sát hại bởi kẻ thù, thân thể của bạn nằm trong một vũng máu. Lại Kumizo này. Bây giờ thì lắng nghe đây. Hãy thật cẩn thận trong chuyến du hành của ngươi. Cả hai ngươi. Lại ai nữa? Đừng nói là bà hoàng hậu nha, chủ của hậu cung nha. Nghi lắm. Và nhớ rằng năng lượng của ngươi không phải là vô tận. Vậy là mình chỉ có một số lượng lần chơi lại nhất định thôi à? Các ngươi phải luôn luôn ở trong cùng một thời gian. Và các ngươi không bao giờ được du hành một mình. Ok, vậy thì nếu mà mình du hành thời gian thì thằng kia sẽ du hành theo mình, hoặc là thứ kia sẽ du hành theo mình. Hãy nhớ rằng nếu một trong các ngươi tạo ra một bước nhảy vọt quá lớn và người kia không đi cùng, toàn bộ cấu trúc của chúng có thể sụp đổ.
Nhưng mà Zumiko ơi, tôi cần biết đó là ai là người đi cùng tôi. Ok, và người đó tốt hay xấu nữa. Bây giờ thì đi đi, họ đang gọi các ngươi. Tìm thứ mà họ bảo ngươi tìm đi. Ta chắc hẳn ngươi sẽ thành công, ta tin vào ngươi. Đầu tiên nhé, mình có 3 câu hỏi khi đến đoạn này. Câu hỏi thứ nhất, đó chính là họ là ai. Câu hỏi thứ hai, đó là tìm cái gì. Và câu hỏi thứ ba, tại sao Yumiko chỉ có thể liên lạc với mình mà không thể liên lạc được với cả cái thứ kia. Cái thứ mà kiểu đi cùng mình xuyên không á. Mình có thể tạm trả lời được một vài câu hỏi là như thế này. Câu trả lời của câu hỏi thứ nhất, đó là họ chính là thần thời gian. Câu trả lời của câu hỏi thứ hai, đó là tìm thứ mà họ bảo ngươi tìm, chắc là cái thứ kia, cái thứ còn lại mà đi cùng mình, cũng kiểu giống như kết cốt truyện một đấy. Cái thứ ba đó là tại sao Yumiko lại chỉ có thể liên hệ với mình, bởi vì cái thứ kia nó bỏ trốn rồi, chắc nó lại có nảy sinh cái ý định độc ác gì đấy thôi. Rồi ok, vậy thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc tập này ở đây thôi. Well, cảm nhận của mình đối với phần 2 là kiểu mọi thứ hoàn toàn mới, rất là nhiều nhân vật và có một cốt truyện cũng rất là liên quan đến cái phần 1 luôn đấy. Thế thì mình thấy khen đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video khác tiếp theo. Oh wow, hình như là mình là một vị vua rất admin luôn đấy. Cả 3 lần nhá. Lưu ý là cả 3 lần cái quả tim của mình đều nhẹ. Mình rất là lo cho dân. Thương dân như con vậy.